Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lông Cơ Thành Định ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác nào cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày 14 tháng 3, em lên máy 12 con. Vâng, máy em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã miễn phí ship toàn quốc nha các bác. Phụ kiện kèm theo gồm có dao vuông, bã phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu dao, lục giác để vặn cái tay cầm. Hình thức mua bán thì các bác không phải cọc. Các bác chỉ cần kết bạn Zalo đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 và yêu cầu ví dụ lô chữ hôm nay là lô chữ U chẳng hạn. Các bác chỉ cần tôi chốt U4, U5 hoặc U6 gì đó rồi ghi địa chỉ số điện thoại là ok nha các bác. Vâng, hôm nay thì 12 con tuyển chọn toàn những con đẹp hết nha các bác. Phân khúc giá từ 1.100.000 đồng cho tới 2.700.000 đồng nha các bác, 2.700.000 đồng. Và có em sẽ điểm sơ sơ những con như sau. Vâng, có hai con Honda GX 25 tum liền xuất sắc nha, không có điểm chê. Vâng, lô máy hôm nay con nào cũng đẹp hết nha các bác, có một con không đẹp lắm thì cũng bán xả rồi. Vâng, Maruyama 33cc tum lớn, Maruyama 32cc tum 260, Mitsubishi ngày nào cũng có, Mitsubishi TL 261 xuất sắc, Echo Curit 265, một con Maruyama 23cc không có điểm chê ạ, Echo Curit 243, một con Mitsubishi TL 23 xuất sắc, Jaguar Kobatsu 23cc, một con Mitsubishi TL 231 và một con Robin 232 nha các bác. Và như thường lệ, trước khi review từng con một sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt nha các bác. Sáng nào hoặc lâu ngày không sử dụng mình bơm xăng ạ. Rồi mình gạt cái này lên, các bác lưu ý ga lên một chút bao giờ cũng dễ nổ hơn nha. Đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình bơm xăng đóng ne về ạ. Còn bây giờ ấy ạ, nó có nổ rồi, không cần phải bơm, không cần phải đóng ne nữa ạ. Các bác giật nhẹ cái nó nổ thôi ạ. Nhớt thì các bác pha tỷ lệ cho em 1/20, 1 nhớt là 20 xăng. Đó là những dòng nhớt thông thường. Nhớt đắt tiền cao cấp hơn, mệnh giá một chai nhớt tầm 200.000 đấy ạ. Thì các bác có thể pha tỷ lệ 30-40/1 nha. Đó, bên em cũng bán nhớt phục vụ các bác. Nhớt FHL, đơn vị sản xuất cho bán 125.000 đồng một lít nhất. Em lấy các bác vốn các bác 100.000 đồng thôi đó. Và lô này lô chữ U nha các bác, em sẽ đánh số thứ tự từ U1 cho đến U12. Bác nào chốt con nào chọn con nào, tờ đi tờ lại con đó coi giá máy, công suất máy, tình trạng máy, tất tần tật em đã báo rõ ràng trên video rồi. Bác nào chưa chốt được con nào lâu nay, chưa thích con nào hoặc là chưa đúng cái hãng mà mình thích thì các bác có thể bấm và đăng ký kênh nhá, bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày, hoặc là gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại em vừa nói trên đó để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Và U1 ngày hôm nay đến từ thương hiệu Robin 232, một con 232 23cc lòng 32 ly. Với tình trạng con này thì đang là sử dụng chế Guamro một kim tum nhôm nha các bác, tum nhôm rin nguyên bản hết cho các bác. Và giá của con này hôm nay chỉ có 1.100.000 đồng nha. Vâng, với tình trạng con này á, so với những con khác hôm nay em đăng ấy, thì hình thức bên ngoài thực tế nó không đẹp đâu ạ. Đó, nó bị vỡ một tí vỏ này. Con này hiện tại em đang bán xả nhá. Và giá của con này ở trên các kênh khác người ta phải bán từ 1.300.000 đồng trở lên nhá. Và con này xả, các bác không chê những cái vỏ này xấu xấu, các bác chọn được con này này. Nếu mà ở cái phân khúc 23cc lòng 32 ly, giá 1.100.000 đồng, em khẳng định với các bác không con nào qua nổi con này đâu ạ. Đó, cái vỏ nó hơi xấu xấu ấy thôi. Các bác không thích một con hình thức đẹp mà giá tiền phải chăng, các bác chọn con số U1 ngày hôm nay nha. Đến từ thương hiệu Robin 23cc lòng 32 ly ạ. Với các bác thích những con đẹp, hàng hệ, đó, chuẩn, dễ đổ, tiết kiệm xăng thì các bác chọn con số U2 ngày hôm nay. Một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL 231 23cc lòng 32 ly. Với tình trạng con này thì đang sử dụng chế Guamro, chế le đỏ tự động, chế 2 kim, chế rin, trung giật trợ lực, tum rời, tum nhôm. Những cái máy này thì các bác có thể gắn máy xịt thuốc hay làm cái gì đều được ok nhá, công suất cỡ trung bình. Vâng, rất đẹp ạ, tay ga giữ, đầu bò ngược chống cuốn cỏ. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.950.000 đồng cho con số U2 ngày hôm nay nhá. Một con Mitsubishi TL 231 xuất sắc, không có điểm chê đâu ạ.
Vâng, con số U2 1.950.000 đồng. Giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo cho các bác. Và các bác thích một con hàng hệ mà hàng phát chuyên nghiệp mà túi tiền phải chăng thì các bác lựa chọn con số U3 ngày hôm nay, thiết kế gọn gàng nhẹ nhàng, đến từ thương hiệu Ryobi. Con này thực tế là một con Zenwatt Komatsu nha các bác. Đó, 23cc lòng 32 ly, phiên bản chế Wamuro, chế rim, chế một kim, le đỏ tự động nha, tung điền, tay ga hộp giữ rất xịn sò. Với tình trạng con này thì rin nguyên bản hết cho các bác. Và giá của em này sẽ là 1.600.000 đồng nha. À, con này có sử dụng trục giật, có trợ lực bằng lò xo nha, giật nhất nhẹ nhàng và dễ nổ. Với những thương hiệu này, lốc máy có dập chữ Zenwatt Komatsu dập nổi ở lốc máy nha, để phân biệt hàng thật hàng giả đây ạ. Vâng, rất đẹp ạ. 1.600.000 đồng cho con số U3 ngày hôm nay ạ. Giỏi giật phát các bác. Hôm qua có một bác yêu cầu thay người giật, hôm nay em thay người giật luôn cho các bác. Đó, các bác chỉ cần giật nhẹ nhàng là nó nổ thôi ạ. Vâng, U4 một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL23, 23cc lòng 31 ly, chế Wamuro 2 kim. Với những thương hiệu này lốc máy đều phải dập Made in Japan, dập nổi nha. Tum rời tum nhôm. Vâng, đẹp xuất sắc nha các bác. Tay ga giữ. Vâng, với tình trạng con này cũng có bác yêu cầu có những con đẹp hơn nữa không? Em khẳng định với bác, những con này là con đẹp nhất của cái đời TL này ạ. Những cái đời khác thì có khả năng đẹp hơn đấy ạ. Nhưng mà đời TL con này là con xuất sắc lắm rồi. Đó, nhiều cái chỗ các cửa hàng khác người ta nói là phải đẹp đến 95% đến gần 99%, không có đâu ạ. Cái đời TL này ạ, nếu mà để mà nói đúng ra 98-90% là đẹp xuất sắc rồi. Đó, như thế vậy là không có điểm chê gì nữa ạ. Và những cái ông nào mà nói 95% những cái đời TL này nha, đó chỉ là nói phét. Nói thật với các bác vậy, không có 95% đâu ạ. Những cái đời TL nó sản xuất cách đây 18, 20, 25 về trước rồi. Ông nào bảo 95-98% ấy, nói thật với các bác là máy chưa sử dụng để vào trong bọc ấy, để 20 năm sau ấy, nó cũng phải giảm đến 5% rồi. Đó, chứ còn đẹp vậy chứ đẹp nữa không có đâu ạ. Và với thương hiệu con này đẹp như thế vậy, tum rời tum nhôm. Đó, em sẽ bán giá là 1.800.000 đồng cho con số U4 ngày hôm nay nha. Một con Mitsubishi TL23 xuất sắc ạ. Bơm xăng đi em, đó phải bơm xăng lên nha. Đó, những trường hợp đó là trường hợp chưa lên xăng, nó ò phát nó chết đấy ạ. Các bác phải bơm xăng lại và đóng nè lên, ga lưu ý ga lên một chút nha, rồi giật đổ. Nó có nổ rồi, không cần bơm, không cần đóng nữa. Một nửa vòng nó cũng nổ rồi ạ. Giật đúng nửa vòng. 1.800.000 đồng cho con số U4 ngày hôm nay nha các bác. Với tiếp tới con số U5 ngày hôm nay, các bác thích những thương hiệu Echukurit thì các bác chọn con số U5. Một con Echukurit cũng là xuất sắc nha. Với tình trạng con này thì đang sử dụng trục giật có trợ lực nha, chế Wamuro 2 kim. Con này phiên bản 243, 24cc lòng 34 ly nha các bác. Và với tình trạng con này thì cực kỳ xuất sắc rồi. Đó, Echukurit Made in Japan 243. Và rất đẹp nha các bác. Và con này tum liền, tay ga giữ, công tác luôn trên tay. Tình trạng rin nguyên bản hết cho các bác. Và giá của em này sẽ là 1.550.000 đồng nha, cho con số U5 ngày hôm nay. 1.550.000 đồng cho thương hiệu Echukurit 24cc lòng 34 ly ạ. Giật gần như là khách hàng chưa sử dụng. Đấy, ví dụ cái đời này nói phép tầm khoảng 95% còn nói phép được. Còn cái đời TL này bảo là 99% không có đâu ạ. Và các bác thích những cái thương hiệu trên đẹp trên 90%, các bác chọn con số U6 ngày hôm nay nha. Một con đến từ thương hiệu Maruyama,
23cc dòng 32 ly. Với cái phiên bản con này thì nó là các bác thích mới trên 90%, các bác chọn con số U6 này. Và nó cực kỳ mới luôn nhá, gần như bên Nhật chưa sử dụng đáng bao nhiêu đâu ạ. Và các bác có thể nhìn con những con ốc này. Đó, ốc mới không có màu này đâu ạ, cực kỳ đẹp, tum rời tum nhôm. Tay ca giữ. Vâng, tất cả riêng nguyên bản hết cho các bác con này. Và với thương hiệu này em sẽ bán giá là 1.600.000 đồng nhá, một con Maru Jangma 23cc lòng 32 ly công suất cỡ trung bình nhá. Đấy, các bác có thể soi cái nóc này. Cực kỳ đẹp luôn ạ, số seri này. Rất đẹp. 1.600.000 đồng cho con số U6 Maru Jangma. Không có điểm chê nha các bác. Rất đẹp ạ. À, những con Maru này nha các bác nhá, sáng nay các bác bơm xăng này. Đó, ví dụ cái chiều le của nó bên này. À, khởi động ấy là các bác phải đóng xuống nhá, khi nào nổ các bác gạt lên rồi giật nổ đóng xuống. Với con số U6 1.600.000 đồng cho thương hiệu Maru Jangma 23cc lòng 32 ly công suất cỡ trung bình, không thể mới hơn nữa ạ. Với các bác thích muốn một thương hiệu vừa túi tiền, công suất nhỉnh một chút, đến từ thương hiệu Echocurit 265 26cc lòng 34 ly và giá con này sẽ là 1.650.000 đồng nha, cũng tương đối đẹp. Với con này đang sử dụng tum liên tum nhôm, chế quả ga bơm xăng tự động nha, chế nút bơm to đó, chế quả ga, tình trạng cũng tương đối đi ạ. Đó, chảy chảy một tí vỏ trên này thôi. Vâng, tay ga giữ công tác luôn trên tay. Tất cả riêng nguyên bản hết cho các bác con này. Và giá sẽ là 1.650.000 đồng cho con số U7 ngày hôm nay nhá. Một con Echocurit 265 26cc lòng 34 ly. Với những cái thương hiệu này đồ thay tháo thì rất nhiều nha các bác. Đó, hầu như cái gì cũng có đồ thay tháo hết ạ. Thông dụng đồ, tập nổ. Tiếng găng ti tăng cộng rất chắc nha các bác. Đó, một con đúng cái thương hiệu vừa túi tiền, bền, rẻ, đẹp. Bác chọn U7 nha, 1.650.000 đồng ạ. Và các bác thích những mặt hàng hệ hàng cao cấp hơn, các bác chọn con số U8 ngày hôm nay, đến từ thương hiệu Mitsubishi TL261 với tình trạng zin nguyên bản hết cho các bác. Và giá của em này sẽ là 2.500.000 đồng. Ngày nào cũng có hết ạ. Chế qua Maro 2 kim, cực kỳ đẹp luôn ạ. Made in Japan dập nổi. Và rất đẹp nha. Tum rời tum nhôm. Và con này đang sử dụng tay ga giữ công tác luôn trên tay này. Cần đầu vò chân đá đi hết cho các bác. Vâng, 2.500.000 đồng cho con số U8 ngày hôm nay nha. Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly ạ. Rất đẹp nha các bác, 2.500.000 đồng cho con số U8 ạ. Vâng, U9 và U10 ngày hôm nay đều đến từ thương hiệu Maru Jangma nha. Hai phiên bản đều là lòng 38 ly và số cc khác nhau nha. Một con Maru Jangma 32cc lòng 38 ly và một con Maru Jangma 33cc lòng 38 ly nha, lòng bằng nhau. Đó, nhưng mà công suất nhỉnh hơn nha và giá thành nó khác tuột một trời một vực nha. Đó, rồi tí em sẽ nói thêm. Vâng, U9 là một con Maru Jangma 32cc lòng 38 ly đang sử dụng tum rời, tum nhôm, bố côn 260 nha. Đó, các bác lưu ý, lý do là cái tum này, đó thằng này tum 330 cơ, tum lớn luôn cơ. Vâng, với tình trạng con này cũng đẹp xuất sắc nha các bác, zin nguyên bản hết cho các bác. Đó. Và giá của con này sẽ là 2.250.000 đồng nha cho con số U9 ngày hôm nay. Chế qua Maro, chế ngang. Và với những cái thương hiệu này, lốc máy đều dập, Made in Japan dập nổi nha. Và con này rất đẹp ạ. Giá chỉ 2.250.000 đồng.
các bác đã sở hữu một con Maru Giang Ma lòng 38 đi, 32cc nha các bác. Thiết kế của Maru thì nó hơn hẳn các dòng máy khác ạ. Ví dụ các bác thích một con cục suất lớn một chút mà nhẹ nhàng ấy thì các bác chỉ chọn lựa những thương hiệu Maru Giang Ma này thôi. Chỉ có những con này người ta thiết kế nhỏ gọn nha, tum nhỏ này. Đó, nhẹ nhàng mà giá 2.250.000 đồng, nó còn rẻ hơn một con Mitsubishi TL261 nha. Đó mà xài rất ok nha, những cái đời phiên bản này thì đồ thay tháo bữa nay thì cũng sẵn rồi ạ. Và tiếp tới con số U10. Đó, một con Maru Giang Ma cũng lòng 38 đi, 330 33cc đó. Và với tình trạng con này thì người ta thiết kế tum lớn nha, bố côn 330, những cái tum 330 hoặc 260 là những cái côn thông dụng nha. Những cái máy này các bác có thể mua đầu không hoặc mua cần. Cần thì em không bán rời đâu ạ. Cần thì em chỉ có bộ cần ngắn thôi. Cần dài này em còn rất nhiều đầu máy em thể lắp vào. Đó, và giá của con này sẽ là 2.700.000 đồng nha. Đó, 2.700.000 đồng. Một con Maru Giang Ma 33cc lòng 38 ni xuất sắc, sử dụng bố côn 330. Đó. Từ lớp sơn riêng của nó còn nguyên như các bác. Rất đẹp ạ. Tay ga giữ, đầu bò chắn đá lên hết cho các bác. Vâng, U10, 2.700.000 đồng nha các bác. Nghe tiếng máy to các bác nghe thấy ạ, nghe tiếng nó vẫn khác hơn nhá. Đó, bác làm nghe quen tai rồi, nghe tiếng máy to nó khác ngay. Vâng, từ U1 cho đến U10 đều là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt. Bác nào không thích những dòng pha nhớt, các bác chọn lựa hương hiệu 4 thì U11 và U12 đều đến từ thương hiệu Honda GX25. Và hôm nay hai con Honda GX25 đều là tum liền nha các bác. Vâng, với tình trạng con này thì đẹp xuất sắc nha các bác. Và với những thương hiệu Honda GX25, lốc máy dập Honda dập nổi ạ. Đó, rất đẹp nha, từ cái tum các bác nhìn này, rất đẹp. Tay ga hộp xịn xò, cần UMK, chắn đá rin. Và với thương hiệu này sẽ bán giá 2.650.000 đồng. Số U11 ngày hôm nay nha các bác, Honda GX25 25cc lòng 35 ly ạ. Vâng, U11 2.650.000 đồng ạ. U12 cũng vậy ạ. Hôm nay hai cặp song sinh cũng 2.650.000 đồng. Tum liên. Đó, cũng rất đẹp nha các bác. Hai con đẹp như nhau, các bác có thể chốt hai con này y nhau nha. Cũng tay cao hộp. Đó, cần UMK chắn đá đầu bò lên hết cho các bác. Vâng, U12 2.650.000 đồng ạ. Giá đã bao ship và là món phụ kiện kèm theo. Vâng, U11 và U12 đều là 2.650.000 đồng nha. Hai con đẹp như nhau, hai anh em song sinh. Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy 12 con. Em xin nhắc lại giá em báo là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác. Bác nào chưa thích, chưa chốt được con nào đó này, hoặc là chốt chậm, chốt hụt, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973164668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Bây giờ sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.